cho Phật là một đại toàn giác. Nhưng có ba điều ngày xưa Phật không thể làm được. Điều thứ nhất, đó là gọi là tam bất năng. Phật, dầu cho Phật có siêu cái là Phật cũng không làm được. Thứ nhất là không thể đếm hết số lượng chúng sanh trong cái vũ trụ này. Nó cũng như con mọt là trong gạo vậy đó. À, có một người hỏi Phật, Phật trả lời vậy. Thứ hai là không thể chuyển định nghiệp của chúng sanh, tức nghĩa là kiệt dầu cho có làm gì bị cái nghiệp, bị Covid hôm nay, trải nghiệm hôm nay, mấy vị cũng không có, cũng giúp được phần nào, nhưng mà mình cũng phải trả cái nghiệp đó, cái nghĩa là mình không có xin được cái nghiệp cho người khác, mình chỉ khấn thôi. Cho nên ngày xưa mà lúc mà cả gia đình của Phật bị giết 700-800 người á, Phật cũng không có cứu được. Chứ huống thời nay á, là mình á, là ở cái thời đại này mình phải tự tu tự chứng, tự có chánh kiến, tự đúc đuốc mà đi, đó là rồi tự khấn, mình không có theo thầy, thầy nào mình cũng theo hết nhưng mình không theo ông nào hết. Ông nào nói 10 câu mà ông có 1 câu giỏi mình cũng học, 9 câu kia không hay mình không học, đó là vậy đó.